Lý kính chào quý vị. Nói thiệt với quý vị là lên đây mà nói riết một cái đề tài này Lý cũng chán lắm. Lý sợ mọi người cũng nhàm, nhưng mà Lý nói thật với quý vị là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng quý vị. Mời quý vị nghe một cái bài của một bạn tên là Hoa Sữa, đăng ở trên cái trang gọi là người con đất mẹ.org, viết về thằng quả đen Nguyễn Ngọc Nam Phong thưa quý vị. Ly mời quý vị nghe bài viết Nguyễn Ngọc Nam Phong không thể mất dạy hơn của bạn Hoa Sữa. Những ngày này, cùng với không khí phấn khởi hân hoan ngày quốc khánh của dân tộc, trong cả nước cũng diễn ra rất nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa để kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ vĩ đại của cả dân tộc Việt Nam. Ấy thế nhưng, đi ngược lại niềm tự hào của dân tộc, lại có những kẻ có học thức, là người có uy tín của một tôn giáo lại thể hiện sự mất dạy khi thốt ra những ngôn từ vô văn hóa xúc phạm đến Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Xúc phạm này nó viết ở trên Facebook này quý vị. Ngày xưa Khổng Tử chủ trương để tang lâu, bị phê phán nặng nề vì làm khánh kiệt gia đình. Ngày nay có một đám tang kéo dài vừa đúng 50 năm vẫn không biết khi nào chôn. Mỗi ngày vẫn có hàng ngàn con dân xếp hàng vào viếng xác. Chi phí mỗi năm 900 tỷ đồng. Khi xác còn thì con dân khổ, có vậy thôi. Nó viết như vậy đó quý vị. Và tiếp theo là lời của tác giả. Bất nhân, bất nghĩa, bất kính, bất hiếu, đó là Nguyễn Ngọc Nam Phong, vị linh mục từng có thời gian dài mục vụ tại dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Giáo xứ Thái Hà Hà Nội, không ai có lương tri lại có thể tin được đó là những dòng chữ được viết ra từ não bộ của một người được gọi là linh mục. Những lời lẽ hầm hồ, bậy bạ trên cho thấy phần nào cái não trạng chống đối chế độ điên cuồng đến mức u tối bằng mọi giá, bất chấp chân đạo lý của vị chủ cha này. Giữa thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, đúng vào ngày Tết Độc Lập mà Nguyễn Ngọc Nam Phong công khai ngang nhiên xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng lời lẽ của loài cẩu nô, đó cũng là thái độ thách thức dư luận, thách thức các cơ quan chức năng giữa thanh thiên bạch nhật. Đạo Thiên Chúa hay bất kỳ tôn giáo nào cũng không bao giờ dạy người ta có những lời lẽ phỉ báng bôi nhọ vô văn hóa như thế. Không, trong Kinh Thánh lại dạy vậy đó. Nó đang làm đúng với Kinh Thánh đó quý vị. Những phát ngôn và hành động của Nguyễn Ngọc Nam Phong dù không đại diện cho số đông giáo dân lương thiện, nhưng nó đã làm hoen ố hình ảnh đạo Thiên Chúa ở Việt Nam, khiến con sâu làm rầu nồi canh. Thực ra cái tà đạo này nó hoen ố từ cái bom tấn lạm dụng tình dục ở các nước châu Âu cơ. Ngay bên dưới bài viết, hàng trăm người đọc đã lên tiếng phản đối, đòi Nguyễn Ngọc Nam Phong phải xóa status ngay lập tức. Hàng trăm bình luận đòi hỏi các cơ quan hữu quan phải có trách nhiệm xử lý. Nhưng rất tiếc cho đến giờ phút này, các cơ quan truyền thông, báo chí vẫn im lặng. Hơn lúc nào hết, báo chí phải đi tiên phong trong đấu tranh với cái xấu, cái sai, cái ác. Báo chí truyền thông mà đi sau mạng xã hội, thậm chí không dám lên tiếng như mạng xã hội, là tụt hậu, là chưa làm đúng chức năng của mình. Quý độc giả đều biết rằng đã từ rất lâu, Nguyễn Ngọc Nam Phong có những hành vi chống phá chế độ, phá hoại đất nước, xúc phạm lãnh tụ và các lãnh đạo đảng, nhà nước, biến nhà thờ thành nơi chứa chấp các đối tượng chống đối, chứa mẹ con Cấn Thị Thêu nữa quý vị, chứa và
và cầu nguyện cho mẹ con Cấn Thị Thêu, cho cha con Lê Đình Kình, cho mấy cái đứa mà gọi là tù nhân vô lương tâm đó quý vị. Suốt ngày chúng nó cầu nguyện cho các gọi là các tù nhân lương tâm. Quý độc giả đều biết rằng đã từ rất lâu Nguyễn Ngọc Nam Phong có những hành vi chống phá chế độ, phá hoại đất nước, xúc phạm lãnh tụ và các lãnh đạo nhà nước, đảng nhà nước, biến nhà thờ thành nơi chứa chấp các đối tượng chống đối, đồng thời lợi dụng các bài giảng trong cái gọi là thánh lễ công lý và hòa bình để gieo rắc những tư tưởng cực đoan, thù địch, đối đầu với chế độ, từ đó kích động giáo dân tiến hành các hoạt động gây bất ổn xã hội, mất an ninh trật tự. Điều này không khó kiểm chứng nếu vào Facebook cá nhân của Nguyễn Ngọc Nam Phong hay trang truyền thông Thái Hà hoặc theo dõi các bài giảng của vị linh mục này. Chả thế mà hồi cuối tháng 3 vừa rồi, Nguyễn Ngọc Nam Phong đã được tỉnh dòng thuyên chuyển về hoạt động tại trụ sở chính tại số 38 Kỳ Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. 38 Kỳ Đồng là dòng cũng là dòng Chúa Cứu Thế, mà cái 38 Kỳ Đồng này là chuyên ra tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và chuyên năm nào cũng làm giỗ cho cái thằng Tam Đại Việt Gian Bạo Chúa Ngô Đình Diệm. Quay trở lại luận điệu mà Nguyễn Ngọc Nam Phong vin vào để xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin thưa, luôn việc xây dựng lăng, bảo quản thi hài Bác Hồ cho đến nay không đơn thuần là ý chí của nhà nước mà đó còn là nguyện vọng của quốc dân đồng bào, những người yêu mến và mong muốn nhiều thế hệ sau biết tới Bác, được chiêm bái dung nhan của người, cho nên nhà nước chỉ dừng khi mà quốc dân đồng bào yêu cầu và có đề xuất chung, ngoài ra không có bất cứ tiền lệ nào khác. Việc tiếp tục bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tận 50 năm và nhiều năm sau đó cũng chứng tỏ một thực tế mà nhiều vĩ nhân, danh nhân khác không có được. Đó là bất chấp thời gian, sự yêu mến Bác của người dân Việt Nam vẫn không hề thay đổi, vẫn vẹn nguyên. Đó cũng là lý do có đến hàng chục triệu người Việt Nam viếng Bác hàng năm. Nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam cũng cố gắng vào lăng viếng Bác cho bằng được. Do đó, ở góc nhìn này, phải chăng vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế này đang ghen tị với Bác về sự yêu mến của con dân dành cho người? Tóm lại, dù xét từ bất cứ góc độ nào thì hành động của Nguyễn Ngọc Nam Phong đều không thể chấp nhận được. Nó đã xúc phạm đến người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, xúc phạm đến toàn thể người dân Việt Nam, một người mang danh là linh mục, khoác trên mình tấm áo thầy tu, nhưng lại là vết nhơ của đạo Công giáo ở Việt Nam. Thiết nghĩ các cơ quan báo chí cần lên án, vạch trần bộ mặt xấu xa bỉ ổi của hắn trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần có những biện pháp cứng rắn, không thể để tên linh mục này ăn càn nói bậy mãi như thế được. Và đây là những lời bình luận của một người tên là Thanh Nguyễn. Trong những ngày qua là không khí hân hoan của dân tộc, trong những ngày chào đón lễ độc lập của dân tộc, thế nhưng tên quỷ đội lốt linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã đi ngược lại niềm tự hào của dân tộc, lại có những kẻ có học thức là người có uy tín của một tôn giáo lại thể hiện sự mất dạy khi thốt ra những ngôn từ vô văn hóa xúc phạm đến Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Và có thể thấy được một điều rõ ràng là máu mủ dân tộc Việt Nam, thế nhưng hắn lại không phải là đứa con của dân tộc Việt Nam nữa. Nguyễn Quang là một vị linh mục mà có thể phát biểu với những lời lẽ mất dạy như thế thì chẳng khác gì số vô học ngoài đường. À, mà những người vô học ngoài đường chắc cũng không có những phát ngôn như vậy. Cái loại này xin được gọi bằng thằng chứ không phải là linh mục gì nữa. Đúng là thứ dơ bẩn cặn bã của xã hội mà. Linh Nguyễn.
Dù xét từ bất cứ góc độ nào thì hành động của Nguyễn Ngọc Nam Phong đều không thể chấp nhận được. Nó đã xúc phạm đến người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, xúc phạm đến toàn thể người dân Việt Nam, mà hành động này cần phải chịu trách nhiệm trước toàn dân, toàn thể dân tộc Việt Nam. Mỹ Trần, với những điều nói ra, một lần nữa, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong làm méo mó hình ảnh Công giáo trong mắt xã hội. Ông cũng ít nhiều cho thấy không phải vô cớ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế lại có quyết định thuyên truyền ông như vừa qua. Nếu không cẩn thận, rất có thể tới đây tỉnh dòng Chúa Cứu Thế sẽ có những động thái mạnh tay hơn. Điều này là hoàn toàn xứng đáng đối với hắn. Thực ra cái dòng Chúa Cứu Thế này là một ổ chống cộng, thằng nào cũng thế thôi quý vị. Minh Hằng, Minh Hưng, Nguyễn Ngọc Nam Phong đang làm hoen ố đi hình ảnh Công giáo ở Việt Nam. Thực ra Công giáo Việt Nam hoen ố từ lúc nó mò vào Việt Nam. Với cái hành động mà thằng Trần Lục cung cấp 5.000 giáo gian cho quân Pháp để tiêu diệt chiến khu Ba Đình của anh hùng Đinh Công Tráng. Với cái hành động con chiên ngoan đạo Ngô Đình Diệm giết hại hơn 300.000 người trong biến cố Phật giáo vân vân. Với cái hành động thằng Ngô Quang Kiệt, thằng Linh Mục Ngô Quang Kiệt sủa rằng là chúng tôi đi nước ngoài như đi chợ và mỗi lần cầm cái hộ chiếu Việt Nam chúng tôi cảm thấy nhục nhã. Với cái lời sủa của thằng Hoàng Quỳnh là thà mất nước không thà mất Chúa thì là nó đã hoen ố từ lúc nó mới mò vào Việt Nam rồi thưa quý vị. Nguyễn Ngọc Nam Phong đang làm hoen ố đi hình ảnh Công giáo Việt Nam là một người có học mang danh là Linh Mục mà có những suy nghĩ tư tưởng hành vi không khác gì tên phản động. Nó rõ ràng nó là phản động Chúa rồi. Vì đố kỵ, vì ngu dốt mà dám thách thức dư luận xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, biến mình thành kẻ lạc loài ra khỏi cộng đồng người Việt, không còn xứng đáng với công dân Việt Nam. Nó không đố kỵ, nó không ngu dốt, mà nó là tiền. Nó chống chống cộng cho Chúa, chống cộng chết bỏ. Sự khốn tư vũ, sự khốn nạn của một kẻ mang danh Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong chỉ đến thế là cùng. Chỉ vì sự ngu dốt, đố kỵ mà Phong dám xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dám thách thức dư luận, thiết nghĩ với tư tưởng chống đối như thế này thì Nguyễn Ngọc Nam Phong còn tư cách gì để khoác lên mình chiếc áo linh mục, đừng vấy bẩn lên sự tốt đẹp của Thiên Chúa nữa. Cái này chắc là con chiên từ vũ nữa. Có thể nói Nguyễn Ngọc Nam Phong đang là con quỷ đội lốt tấm áo linh mục khi dám xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dám thách thức toàn thể dân tộc Việt Nam, quay lưng lại với dân tộc, xúc phạm niềm tự hào tự tôn của nhân dân ta. Thiết nghĩ với một kẻ như Nguyễn Ngọc Nam Phong thì các cơ quan báo chí cần lên án, vạch trần bộ mặt xấu xa bỉ ổi của hắn trên các phương tiện truyền thông đại chúng để mọi người dân con chiên được biết. Nam Long, có lẽ không còn ngôn từ nào diễn tả hết sự khốn nạn đến cùng cực của Nguyễn Ngọc Nam Phong. Một người mang danh linh mục khoác trên mình tấm áo thầy tu nhưng lại là vết nhơ của đạo Công giáo ở Việt Nam. Một kẻ lạc lõng giữa xã hội loài người và nhân dân Việt Nam khi dám xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng là kẻ có học mà suy nghĩ thì hết sức ấu trĩ phản động. Hùng Nguyễn, chúng ta cũng thấy rằng là một vị linh mục như này mà có thể lại phát biểu với những lời lẽ mất dạy thì chẳng khác nào là số vô học ngoài đường ấy và những người vô học ngoài đường chắc chắn cũng không có những phát ngôn như vậy đâu ấy chứ. Ảnh Vũ, thằng Phong này bây giờ thì ghê rồi, hắn dám xúc phạm đến người kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta và dám xúc phạm đến toàn thể người dân Việt Nam như vậy. Những hành động này thì hắn cần phải chịu trách nhiệm trước toàn thể dân tộc chúng ta. Thanh Long Hội Tụ, linh mục ở Việt Nam thì đa phần đều có tư tưởng chống cộng sản theo Vatican.
Tuy nhiên, với những kẻ mất dạy vô liêm sĩ như Nguyễn Ngọc Nam Phong này, thì chúng là thứ cặn bã, bọn này chửi là lũ linh cầu, quả không sai tí nào. Vân vân. Chính vì lẽ đó, với tinh thần đối thoại và để giáo hội Công giáo tốt hơn, người viết kêu gọi giáo hội Công giáo Việt Nam cách riêng là dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nên có những biện pháp cứng rắn hơn như treo chén vĩnh viễn linh mục này chẳng hạn. Nguyễn Lan, từ trước đến nay, bôi nhọ lãnh tụ, trong đó bôi nhọ hình tượng Hồ Chí Minh là hoạt động mà các đối tượng phản động ở trong và ngoài nước hướng tới. Cũng giống như chúng tập trung bôi nhọ Lenin trước đây, không biết bao nhiêu tiền của được đổ vào các chiến dịch hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh với đủ các chiêu trò từ vấn đề đời tư đến bàn luận về các quyết định của người. Nhưng thực sự những chiêu trò đó không thể làm lung lay hình ảnh của người trong lòng mỗi người dân nước Việt. Thậm chí bất cứ kẻ nào xúc phạm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đều bị cả xã hội lên án, vạch trần một tác dụng ngược mà không một trung tâm phá hoại nào tính đến. Thái Hòa, nhìn dòng người dài cả km đi vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mới thấy tấm lòng người dân Việt Nam kính yêu bác như thế nào. Hàng nghìn người dân đã xếp hàng nhiều giờ để được gặp người, và tôi tin nếu có điều kiện đi lại, con số đó phải lớn hơn rất nhiều lần, đúng như vậy. Tất cả đều một lòng thành kính tưởng nhớ người sau 50 năm người ra đi gặp cụ Mác, cụ Lenin. Những lời lẽ của tên linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong chính là câu từ của những kẻ có phần con nhiều hơn phần người, không xứng đáng làm con người. Phạm Uyên, hỡi tín đồ Thiên Chúa giáo Việt Nam, tại sao các vị làm được còn chúng tôi thì không? Tôn giáo tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo tôi không bao giờ có ý động chạm hay xúc phạm. Qua bài viết mang tính phỉ báng của thằng cha Nam Phong, tôi xin yêu cầu thằng cha Nam Phong trước tiên nên kiến nghị Vatican nên đem chôn ngay lập tức thi hài những cá nhân được phong thánh, liệu có dám không? Nhật Nam, đừng quên mộ Chúa ở Jerusalem, mỗi ngày cũng có hàng nghìn người xếp hàng vào chỉ để sờ mó. Sao chúng mày không để cho Chúa yên? Sao không để cho Chúa siêu thoát? Một kiểu ghen ăn tức ở hết sức hèn mọn của một linh mục bị thất sủng, đang cố níu kéo vị thế bằng cách làm tay sai cho ngoại bang và chửi bới bôi nhọ đất nước. Nếu giáo hội Công giáo không chấn chỉnh xử lý nghiêm linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thì sẽ mất uy tín, nhân dân Việt Nam không chấp nhận những lời lẽ hành vi xúc phạm đến lãnh tụ dân tộc của tên linh mục này. Một linh mục mà không làm được cái gì cho con chiên, cho giáo dân, giáo xứ mình cả, suốt ngày chỉ biết tuyên truyền chống đối, kích động người dân đi biểu tình gây rối. Đàm Hương, có ai vận động bắt ép người dân viếng bác Hồ đâu? Để tỏ lòng biết ơn bác bôn ba vất vả nguy hiểm đi tìm đường cứu nước cứu dân khỏi ách kìm kẹp bóc lột của thực dân đế quốc, mới có cuộc sống thanh bình, không còn cảnh bom rơi đạn lạc. Vậy sao lại có linh mục gì mà nói năng như kẻ phản động? Phải cho linh mục này bóc lịch khẩn cấp, chứ để như thế này có lẽ không ổn lắm. Thằng chó linh mục bẻ hết răng nó đi. Đó là những nhận xét của những người đọc cái bài viết này. Ly kính chào quý vị ạ.